Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào anh Huy. Chào em, Minh Châu nè. Em có thích ăn những món ăn mà chế biến cùng sốt mayonnaise không? Dĩ nhiên là có rồi. Mayonnaise hả? Chua chua, béo béo, dịu, thơm lắm. Làm sao mà em không thích được? À, nhưng mà anh Huy hỏi như vậy chắc là ngày hôm nay mình ăn rau trộn đúng không? Hàng ngày Minh Châu đón món ăn rất là hay, nhưng mà hôm nay là phạt rồi. Em quên rồi sao? Sốt mayonnaise ngoài chế biến những cái món xà lách trộn nè, còn có thể chế biến được món ăn khác nữa mà. Ha, anh Huy nhắc thì Minh Châu mới nhớ, đúng là các đầu bếp của chương trình vẫn thường xuyên hướng dẫn những cái món nấu từ mayonnaise rất là ngon. Không biết hôm nay anh Huy của chúng ta có sáng kiến gì mới không ha? Anh đã suy nghĩ ra một món ăn rất là độc đáo. Món này mà kết hợp với cơm nóng trong thời tiết giao mùa là số 1 luôn đó quý vị. Ồ, như vậy là quý vị ơi, chúng ta sẽ ăn cơm được gấp đôi luôn đó. Món gì vậy anh Huy? Để biết được món ngon trong tích tắc ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau theo dõi món tôm kho mayonnaise nhé. Để chế biến món này chúng ta cần có khoảng nửa ký tôm, hành lá, ngò rí, hành tỏi băm, một số gia vị thông dụng và chắc chắn không thể thiếu sốt mayonnaise aji mayo. Công việc đầu tiên chúng ta sẽ lọc tôm. Quý vị nhớ là bóc vỏ, bỏ đầu và chừa đuôi. Chúng ta sẽ cắt bỏ chi lưng. Hai anh em chúng ta cùng bắt đầu công việc nha Minh Châu. Dạ, anh Huy ơi, cơm này rất là tươi cho nên em cảm giác như là hơi khó bóc vỏ đúng không? Đúng rồi đó Minh Châu à. Một số nơi mà Minh Châu thấy người ta bóc vỏ rất là nhanh là lý do tại sao cơm người ta đã bỏ đông lạnh rồi đó. À, bỏ đông lạnh rồi cho nên khi mình bóc thì nó sẽ dễ hơn, nhanh hơn đúng không? Chính xác rồi. Em thấy cơm này cũng có gặt nè anh Huy, mình có nên giữ lại không? Tùy vào món ăn, nhưng mà món ngày hôm nay chúng ta sẽ kết hợp với cái loại sốt mayonnaise aji mayo sẽ tăng thêm cái hương vị và cái độ béo cho món này. Do đó chúng ta khỏi cần sử dụng dập tôm. Anh Huy ơi, mà vậy là mình làm xong rồi. Còn một công đoạn nữa Minh Châu à. Quý vị nhớ nhé, sau khi chúng ta lột tôm, bỏ đầu, bỏ vỏ rồi chúng ta sẽ cắt trên lưng, lấy chỉ lưng ra nhé. Đây, như thế này Minh Châu. Cắt bỏ chỉ lưng ra và khi mà chúng ta cắt như thế này thì một chút xíu tôm nó cũng sẽ thấm gia vị hơn. Còn một công đoạn nữa thôi, chúng ta sẽ bắt đầu kho tôm quý vị nhé. Hành lá và ngò rí chúng ta sẽ cắt nhỏ. Công việc sơ chế tôm thì hơi vất vả một chút phải không quý vị? Chúng ta phải lột tôm cho thật là kỹ để bỏ vỏ, nhưng mà sau khi lột tôm xong rồi thì công việc còn lại rất là đơn giản. Chúng ta đợi ảo thật nóng và phi thơm hành tỏi cho thơm lên. Lúc đó cho tôm vô xào, cho một ít dầu vô nè. Phải đợi cho chảo thật là nóng anh Huy ha. Em thích nhất là cái cảm giác mà khi mình cho thực phẩm vào xeo lên. Bây giờ anh sẽ cho tỏi và hành vô. Đúng rồi, thơm lắm đây. Đây, anh sẽ cho tôm vô xào săn lại nha. Dạ. Một chút nữa thôi là cái chỉ lưng mà mình đã cắt hôm nãy anh, cái đường chỉ lưng á, sẽ nở hoa ra đúng không? Và tôm em thấy nè, khi mà xào săn lên nó cũng chuyển qua màu đỏ thật là đẹp. Em đảo đều cho anh nha. Dạ. Quý vị ơi, sau khi chúng ta xào tôm săn lại sẽ bắt đầu công đoạn tiếp theo là chúng ta cho một ít nước vô, khoảng 2 muỗng canh nước là được rồi. Thôi em đảo đều lên. Quý vị nhớ nêm thêm 1/3 muỗng tiêu nè, 1/3 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm aji ngon. Chúng ta sẽ nấu nhỏ lửa và để lửa liu riu như thế này để cho tôm thấm gia vị. Còn một điều lưu ý với Minh Châu nữa, đó là nãy giờ anh chưa bỏ sốt mayonnaise aji mayo vô. Ôi anh Huy khỏi phải nhắc đi, em biết thừa luôn, tại vì aji mayo mình phải bỏ sau thì nó mới ngon đúng không? Chính xác rồi đó. Kính thưa quý vị, sốt aji mayo là một cái sốt rất đặc trưng cho món ăn này. Nếu chúng ta bỏ vô sớm thì nó sẽ không có đem lại cái mùi vị thơm ngon. Nhưng mà nếu chúng ta cho vô ở giai đoạn cuối thì nó sẽ giữ nguyên được cái hương vị thơm ngon của cái loại sốt này. Em thì đã nhớ rồi đó, nhưng em sẽ nhắc lại để quý vị khán giả cũng ghi nhớ luôn anh ha. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ cho sốt mayonnaise aji mayo vào khi mà gần hoàn thành sản phẩm để cho giữ được cái hương vị thơm ngon đặc trưng của sốt quý vị nhé. Ngoài ra, ví dụ như mà ở nhà chúng ta có nước dừa tươi, chúng ta cho nước dừa tươi vô thế nước thì món ăn này cũng sẽ được rất là ngon. Đúng rồi ha, nhắc tới chữ kho hoặc là chữ rim mà với nước dừa thì còn gì bằng nữa đúng không thưa quý vị? Chúng ta sẽ có cái vị ngọt rất là tự nhiên của trái cây, quá tuyệt vời luôn. Quý vị thân mến, nếu chúng ta có nước dừa ở nhà, quý vị đừng ngần ngại sử dụng nhé, sẽ làm cho món ăn của chúng ta thêm ngon và đậm đà hơn đó. Bây giờ đến công đoạn cuối cùng, Minh Châu thấy không, nước cũng đã sánh lại rồi, chúng ta sẽ cho thêm khoảng 2 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo vô, đảo đều lên và chúng ta cho hành ngò vô là xong rồi. Được rồi, em đảo đều lên cho anh nha. Dạ. Rồi, đảo đều lên. Đảo đều. Công việc tiếp theo là anh cho hành ngò vô nè.
Dạ. Một chút xíu tiêu nữa. Anh sẽ trang trí thêm một ít ngò cho đẹp nè. Rồi, cũng không thiếu phần của em. Anh nghĩ là cái phần này em sẽ khen hơn. Bởi vì em luôn luôn được thưởng thức trước. Đúng là sốt mayonnaise aji mayo có mùi rất là thơm. Anh Huy biết sao không? Đối với các món ăn của chương trình đó, em lúc nào cũng muốn là nhận xét thật là công tâm, thật là khắt khe. Nhưng mà không được, tại vì món nào cũng ngon hết trơn á. Nhiều quý vị khán giả cứ nghĩ là em nịnh anh Huy với các anh chị khác, nhưng mà không phải đâu quý vị ơi. Đặc biệt là món ăn ngày hôm nay cũng vậy nè. Sự kết hợp hài hòa giữa sốt mayonnaise aji mayo với lại tôm tươi nè, và các gia vị như là tỏi, hành hay là hành lá, làm dậy nên mùi thơm rất là đặc trưng. Đảm bảo với quý vị, giống như anh Huy đã nói, chúng ta sẽ ăn được rất là nhiều cơm đó. Món ngon giao mùa. Sốt mayonnaise aji mayo là một cải tiến từ sốt mayonnaise Lisa, do đó chắc chắn món ăn chúng ta sẽ được ngon hơn rồi. Em cảm ơn anh Huy rất nhiều. Hãy thực hiện quý vị nhé, và nhớ chia sẻ với chúng tôi những cảm nhận của quý vị thông qua hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 0838237557. Còn bây giờ, đầu bếp Thanh Huy và Minh Châu xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại.